coi như qua đảo làm hồ hết 3 năm rồi thời gian sau bỏ cái nghề làm hồ mới nghe người ta nói đồng lương cao gì đó. Đi biển lương cao phải không? Bị 7 tháng 10 ngày. 7 tháng 10 ngày. Wow. Lúc đó công sức lao động mình bỏ ra là không được lãnh lương lãnh gì hết, chỉ cho ăn thôi. Mà còn bị đánh đập nữa hả? Cái gì thì gãy bên chành thôi vậy? Thế anh chia sẻ nói hôm nay là không có đó, nó ăn nó uống là vậy đó, anh nói vậy anh đâu có ấy đâu. Mày anh nấu gì vậy? Dạ nấu nước nấu mì ăn. Nấu mì hả? Dạ. Hôm qua anh kia anh qua anh Minh anh Lim anh Lim anh Lim. Một cuối á có người bình luận nói có một anh đó mặc áo đen xin mà hoài mình không cho tại vì cái phiếu mình phát rồi trên. Lúc đó anh không nhớ tới anh này hả? Dạ đúng rồi, chạy ngang thì quên đi mà trong khi quên á là mình hết phiếu. Anh xin vô đây. Dạ Mentor, mến chào cô chú chị trở lại kênh YouTube của Mentor TV. Thì hồi nãy thì Mentor cũng qua nhà anh Liêm, cũng vừa là người xây dựng cái nhà của anh Minh Gà Trống Nuôi Con. Thì anh giới thiệu cho Mentor một hoàn cảnh để nhờ Mentor quay để chia sẻ. Thì hôm nay anh dẫn Mentor qua tới đây. Thì em chào anh Liêm. Dạ, anh chia sẻ hoàn cảnh này như thế nào? Thì anh trong địa phương ở đây thì anh đi làm đó, rồi thấy có hai anh em ba mẹ mất hết thì cũng người anh cũng đi bán giấy số sống hàng ngày rồi đó, rồi nhà cửa thấy quá khổ thì anh nhờ em làm cái nhịp cầu nối để coi cô bác nào có thương tâm giúp đỡ cho em nó. Thì em đã thấy đó, nhà cửa vậy đó, rồi đi mần cũng sống hàng ngày thì không có tiền dư giả để mà làm. Ồ, thì cha mẹ mất hết hả? Cha mẹ mất hết trơn rồi. Rồi anh để anh dẫn em vô nhà coi ha. Rồi hoàn cảnh anh như thế nào? Dạ. Trời ơi, cái nhà che tùm lum la vậy. Ôi, chào anh nha. Trời ơi, cái nhà che toàn miếng lá vậy anh? Ta nhóm lọc cho nó rò ngại. Anh vô nhà đây để em vô nhà đi anh. Ở hai người hả anh? Hai anh em. Ôi. Cái gách te tu hết rồi. Mua tâm ra che lại. Dạ, anh đem vô nhà đi. Anh mua tâm ra che hả? Anh em đeo này vô tao cho nghe nói chuyện. Rồi cái giạc thì gãy bên chành hết vậy? Thế hồi nãy anh chia sẻ nói hôm nay là không có đó, nó ăn nó uống là vậy đó, anh nói vậy anh đâu có ấy đâu đâu. Mày anh nấu gì vậy? Dạ nấu nước nấu mì ăn. Nấu mì hả? Dạ. Hôm qua anh kia anh qua anh Minh anh Lim anh Lim anh Lim. Một cuối á có người bình luận nói. Có một anh đó mặc áo đen xin mà hoài mình không cho tại vì cái phiếu mình phát rồi trên. Lúc đó anh không nhớ tới anh này hả? Dạ đúng rồi, chạy ngang thì quên đi mà trong khi quên đó là mình hết phiếu. Anh xin vô đi. Trong khi mà mình nhớ lại thì cái số phiếu mình đưa ra thì hết. Như vậy đó. Là hôm qua là anh này đứng xin phải không? Đúng rồi, nhà nhiều khi cô bác anh ta hiểu lầm nói tại sao có một người đứng xin hoài mà mình không cho, không phải là không cho nhưng mà đợi một tí xíu rồi như thế nào rồi cũng trích cái phần của anh lại đưa cho em này. Không mà lúc đó mình đi phát phiếu mình không nhớ tới anh này phải không? Đúng rồi, không anh nhớ. anh có chạy ngang mà phát hết rồi thành ra chết rồi. Phát xong là mình đi chạy ngang là nhớ tới hoàn cảnh này. Đúng rồi. Ồ. Rồi nấu mì ăn hả? Dạ, tính nấu mì ăn. Ơi. Rồi vậy qua được một phần phải không? Dạ. Ở cái giường thì bánh chành hết rồi ngủ ở đâu? Ngủ chổng em vô tham quan chút nghe. Dạ. Dẫn em tham quan coi. Te tu hết. Ở bên đây nè. Thì ngủ mấy người? Dạ hai người anh em. Hai anh em ngủ ở đây hả? Dạ. Ôi trời hết gì nói luôn cô chú anh chị. Rồi cái này mừng quà nè cô chú chị, hôm qua là cũng qua được nhận nè. Dạ, bên đây với bên đây nè. Hai anh em ngủ nhiêu đây á hả? Dạ. Ôi trời, không biết còn gì để nói luôn cô chú chị. Cái niệm này được ở đâu vậy? Niệm người ta cho, nhà bên kia. Nó cho hả? Dạ. Ôi trời, không còn gì để nói luôn cô chú chị, bây giờ người ta nói không nên lời luôn.
Ôi ơi. Rồi người anh là thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba hả? Dạ. Rồi anh ở chung với người thứ mấy? Thứ năm. Rồi anh thứ năm đâu rồi? Đi chơi bên kia rồi, nhà chú bển. Nhà chú hả? Qua bà nhà chú hả? Dạ chú. Rồi công việc anh hàng ngày làm gì? Dạ đi bán số chú. Bán số hả? Một ngày bán được nhiêu vé? Khi đằng trong khi 70-80 vậy. Về cần câu này của ai? Câu của thằng thứ năm á. Tối cấm câu hả? Dạ. Tối chui vô, hai anh em chui vô đây ngủ đây hả? Dạ. Khi nó đi câu về rồi sáng mới về. Đi tối sáng mới về. Thả câu hả? Dạ. Ngủ cái mùi thấp ngủ nhỏ xíu vậy, mũi không? Cũng có, cũng ít mũi. Đen thui từ lùi luôn rồi. Trời ơi. Gì gách te tu hết vậy? Dạ. Ôi. Rồi cái này miếng láng ai cho che vậy hay là mua? Tấm láng hả? Miếng láng, tấm láng á. Cái đó là mua người ta bữa trước người ta cho mới có tiền mới mua che lại. Đi ra ngoài đi. Đi lụm củi nấu vậy hả? Dạ. Ôi trời. Không có bếp ga bếp gì hết luôn. Dạ vậy. Mày nấu cơm chưa? Mở bao nồi cơm em coi coi. Nó ngồi chiều lên. Chuyện quá hả? Dạ. Rồi xôi chưa? Xôi chưa? Nấu mì đi. Dạ. Xôi rồi. Xôi để mì vô. Thì bữa nay là không có nấu cơm anh. Có cơm rồi mà không có đồ ăn, có đồ ăn không? Có mà không ăn. Không ăn hả? Ăn cơm, không ăn mì. Rồi anh chị em là anh ở gần đây không? Dạ đi làm xa hết trơn rồi. Ở xa không hả? Dạ đã. Chị thứ hai ở bên Côn Đảo á. Chị hai Côn Đảo hả? Chị làm ăn khá giả không? Dạ cũng được, bà làm nhà hàng á. Làm trong nhà hàng hả? Có giúp gì cho anh không? Lâu cũng gửi được 1 triệu, khi 500. Rồi anh thứ năm thì làm nghề gì? Đâu làm gì đâu, cũng ở nhà như em vậy thôi. Cũng thất nghiệp đi hả? Dạ, khi người ta kêu đi giác này kia, nó cũng đi giác. Khi có nghề nghiệp gì, nó ở nhà tối đi cắm câu vậy đó. Người đất này là đất nhà, đất của ai? Đất nhà nước. Đất nhà nước hả? Đất nhà nước ta ăn cho mình như đây hả? Không, ở bên kia kìa, đất nhà nước cho bên kia. Đất này đất của ai? Đất đang ở là đất của ai? Đất miễu vậy đó. Đất này nè. Đất của ông Tả. Nhà nước á, ông... Ở đậu á, bên đây, tại nó. Đất này ở đậu á. Đất này ở đậu hả? Đúng rồi. Có nhà nước có cho một nền nhưng mà không có tiền làm á. Ờ. Có nhà nước cho một nền á, phải không? Ở khúc nào bên nè? Dạ bên đây nè. Dưới đây nè. À. Thì anh Liêm á, thì anh cũng ở trong xóm, anh mới giới thiệu cho bên ta qua tìm hiểu hoàn cảnh. Anh bỏ thuốc đi, bỏ thuốc đi ha. Hờ nghiện thuốc nữa trời. Nghiện thuốc nữa. Nấu ở đây lụm củi hả? Dạ. Lụm vòng vòng này nó nhóc. Bây giờ rồi bên này không có bán số hả bên này? Dạ, bên này nghỉ. Rồi đi số bán rồi vốn đâu mình trả anh ta? Có vốn mình lợi đó. Lợi hả? Bán lợi được nhiêu đó. Không lúc đó mình đi lấy số mình phải có bỏ tiền cho mình lấy trước chứ. Không. Đi cho chiều lấy tiền cho anh ta mà. Nói chung là lấy bán xong rồi mới dư tiền mình lấy xài còn nhiêu trả vốn lại cho anh ta. Vô đó vô cho người ta. Tiền lợi mình lấy.
Ủa, ba mẹ anh mất lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm rồi. Ở đó ba mẹ ở đây luôn hả? Dạ. Tôi lên tôi yên kìa. Ờ, em chào anh Minh, thì anh dân cũng địa phương, cũng gần nhà của anh tên gì? Tên Thanh. Thanh hả? Thanh. Dạ. Rồi hoàn cảnh ba mẹ anh mất lâu chưa anh? Anh em nó bốn người anh em, mà hai người chị ở đi có gia đình đi làm xa rồi, thì cũng lo cuộc sống bên cho trong gia đình. Còn có hai anh em ở chung, mỗi lần đi bán giấy số cũng bị lừa bị giật á, thì hiện tại cũng còn thiếu nợ bên giấy số nè. Trời trời. Đó, nghèo còn gặp cái eo nữa. Thiếu nợ số nhiêu tiền nữa? Dạ, còn 500 nữa. Thiếu 500 nữa hả? Thiếu 500 à? Trả hết chiều, còn 500. Kiểu mà đi bán rồi người ta đi xe không đa, người ta ghé, người ta làm bộ ấy, người ta đây, người ta ôm đi rồi cuối cùng. Thiếu nợ 500. Thiếu 1 triệu mấy giờ trả được 1 triệu hả? Dạ. Còn 500 hả? Rồi một lát tôi trả số 500 cho ông luôn. Nha, được không? Dạ, cảm ơn. Là cho anh hết nợ luôn, được không? Dạ. Ơi trời, cái nhà te tua thiếu nợ tùm lum hết, kiểu mà cũng không có vốn, người ta bên giấy số người ta cũng tội nghiệp, ta kêu lấy bằng ngày một bằng bao nhiêu vậy đó, đi bán để mình kiếm cái đồng lời để mình ăn, rồi cuối cùng còn bị nữa, bị cái kia nữa. Không biết nói sao luôn. Cái nhà thấy te tua giường sập mấy ngày hết rồi mà ngủ sao ngâm một hết trơn. Anh Minh. Ô, anh Liêm ơi, chia sẻ hoàn cảnh này thấy thực không còn gì để nói á. Anh thấy em thấy không, hồi nãy anh cũng có nói với em đó mà anh đâu có nói thêm nói bớt gì không? Ừ. Sao lại vậy anh nói? Trong nhà không có gì để, trong này thì nấu ba cục gạch này, thấy không? Có gì thầy vậy. Rồi bữa nay sáng giờ chưa bán luôn hả? Rồi bữa nay không bán. Sao Tết người ta bán được nhiều lắm mà sao mình không chân thành được? Sao còn thiếu cái số tiền đó đó, rồi người ta nói chừng nào trả ra đủ đi người ta cho bán tiếp. Tại không có vốn. Ta sợ nhiều khi lấy của người ta rồi nó gói thêm nữa. Ta sợ vậy thôi. Nhưng rồi, mà có bên... cái nhà bà chị đó, bà cũng tốt bụng. Người ta nói lấy 100 tờ hoặc là 50 tờ gì đó bán rồi kiếm lời ăn đó. Rồi bị cái một thì. Rồi ban đêm có đi cống câu không? Dạ không, em nó đi à. Em đi. Thằng cứ nằm đi. Dạ. Biết sao, y con mắt cũng hơi không được tốt. Nhìn tầm xa không được, bởi vì không có đi cắm. Bây giờ cô chú bây giờ mình ta cũng không biết nói làm sao cô chú vậy. Bây giờ cái nhà thì cũng có cái tôn này tôn này cũng nóng quá nè, đúng rồi, tôn nhà nước cho, tôn nhà nước cho, tôn xưa, đây là vườn mấy 20 năm rồi đó, là đầu tiên nhất á, tôn kẽm của chú vậy nóng lắm, người ta đứng phía dưới mà cứ là nóng, bây giờ nóng thì anh mở vách gai hết rồi, cho nó mát, bây giờ chú thấy không? Chưa ngủ đây đâu được đâu, ra ngoài á, anh gỡ vách gai cho mát nè, cái vách bây giờ nó te thôi không còn cái gì để nói luôn. Này chỉ ngủ ban đêm được thôi chứ ban ngày ngủ không được phải rồi, nóng lắm. Ôi. Ở trong thời gian chia sẻ tìm hiểu hoàn cảnh. Nãy nó bao nhiêu tuổi? Dạ ba mấy cưới cưới sụ rồi. Nãy anh là ai? Ở xóm à? Dạ. Ba mấy tuổi hả? Dạ. Ba mấy là ba mấy, nói rõ coi. 35 37. 35 sao 37 tuổi sổ anh không có rành nữa. Tí sổ là con trâu á. Biết mấy cái năm xanh, năm xanh mình mới biết. 35 á. Vậy là nhỏ hơn mình ta nhiều. Em biết không nè, chia sẻ cho cái quả cho cô biết, cô bác hiểu luôn. Bị lừa đi biển, may là không chết, nhờ có người thương tâm ta đưa vô. Mấy tháng trời không có một cắt luôn. 7 tháng mấy. Đi lừa đi biển luôn. Lừa đi biển không có một cắt luôn. Ừ. Thì kiểu thấy em nó hiền, người cái thứ nhất là không biết chữ đó, rồi thành ra mà hơn sao cái tài công nó thương. Kè vô bờ mới về được, còn tới nay chứ bằng không rồi chắc đi đai luôn. Vậy lúc đó đi là có trả tiền cho mình không? Đi làm á. Nó lấy chết hết rồi. Nó kiểu mà cỏ. Cỏ nó lấy mấy tháng gom hết đúng không? Đó là gọi là lợi dụng sức lao động. Đi hết mấy tháng? Dạ, 7 tháng 10 ngày. 7 tháng 10 ngày lúc đó là ở trên tàu luôn hả? Ở đâu? Ở trên tàu.
rồi là tiền bạc là không có, lần kia nó lấy hết. Là lúc đó có bị đánh đập không trên tàu á? Thì cũng có chút định. Có bị đánh nữa hả? Dạ. Là lúc đó trên tàu anh đi bao nhiêu người? 7 người. Trên tàu 7 người là ghé cạo. À, mà bị lừa trên tàu là mấy người? À, cũng đó cũng 7 người luôn à. 7 người là bị lừa hết 7 người luôn. Dạ. Là tiền người ta lấy hết là mình chỉ làm thôi mà không được lên lương. Nó cho mình ăn không? Cho ăn. Dạ. Là mình bị người ta đánh đó hả? Anh. Mình cũng biết may lưới đó. Biết may lưới rồi bị đập. Coi như mình không có chuyên, không có rành về bên đó, đi thời gian bao lâu mà kiểu mà mình không rành á. Dạ. Người ta họ đàn áp mình cho biết á. Thì hồi nãy quên chia sẻ những đề em nó bên đó. Rồi là cái thời gian anh đi là mấy năm rồi? Đi trong đạo là ba năm rồi, bị lừa đó hết 7 tháng 10 ngày nữa. À, lúc đó mình đi làm bên đảo. Dạ, rồi nó dụ mình đi mình đi làm bên đảo rồi nó dụ xuống biển để mình đi đánh cá. Là dạ. Dính ở trên biển là 7 tháng ha? Ở trên biển là 3 năm á. Nó lừa tới 3 năm ha, trên biển ha? Không, trên biển là em đi làm hồ. Coi như qua đảo làm hồ hết 3 năm rồi thời gian sau bỏ cái nghề làm hồ mới nghe người ta nói đồng lương cao gì đó. Đi biển lương cao không? Bị 7 tháng 10 ngày. 7 tháng 10 ngày. Wow. Lúc đó công sức lao động mình bỏ ra là không được lãnh lương lãnh gì hết. Chỉ cho ăn thôi. Mà còn bị đánh đập nữa ha. Ồ, cũng khoảng 3 năm nay hả? Đúng rồi. Ơi ơi. Lúc đó về cũng không còn đồng bạc nào luôn hả? Cô bác người ta thương, ta cho tiền xe, tiền ăn, tiền uống về á, với nhờ bên tài công ta tội nghiệp sao mà kè vô bằng không ơi. À, cho, lúc đó là cho về hết 7 người luôn hay sao? 7 người là lúc tới test á, rồi lên đó. Là lên là cho về hết luôn? Dạ. Lúc đó là chủ này kia người ta có kiếm lại mình không? Không, kia là khác nữa, là em lên chỗ chạy hai em trong đảo á. Như bà chị làm trong nhà hàng ở bên đảo á, như nói hồi nãy á. Rồi là lúc đó về là mình chạy về nhà chị luôn à? Dạ, nhà trọ chị ở bên đó. Đi 7 tháng tại không có đồng bạc về luôn, không bị đánh nữa. Dạ, bị đánh đập. Lúc đó mình nói trên tàu bao nhiêu người mà mình nhiêu người mình không có cá cự được ha? Không được. Nó đông. Dạ, mấy thằng đó nó bị đập đá không à? Đi biển chung em đó, rồi mấy con đó mới đập đá mà. Thì cũng về đây cũng mấy năm hả? Dạ, về đây cũng được mấy tháng à, 4-5 tháng này. Mới về từ đi làm bên đảo là về đây mấy tháng này à? Mà về thấy cái nhà mình te tôi vậy rồi sao? Buồn quá. Buồn quá hả? Rồi ước mơ của anh như thế nào sau này? Được nhà mới rồi sạch sẽ chút. Bây giờ thì ước mơ cứ như đó thôi à? Dạ. Yeah. Bây giờ cũng chưa có vợ hả? Dạ coi mà thôi lâu rồi. Có vợ luôn, có yeah. Con chưa? Không. Tại sao vợ không ở chung? Thôi lâu rồi, mấy năm trời. Mà lúc đó không có con cháu gì hả? Dạ yeah. Chắc mình nghèo quá, người ta không thương mình, không ở với mình chứ phải không? Không biết. Chắc vậy. Đa số phụ nữ nếu mình nghèo quá, người ta cũng đâu ở mình. Để sợ mình lo lắng cho người ta không nổi. Rồi tài sản mình không có, mình chỉ có nhà tranh thôi. Bây giờ cái nhà tranh là bây giờ người ta không dò mình đâu, em nói thiệt. Anh Liêm. Đúng rồi. Bây giờ làm gì làm phải có cái ngôi nhà đàng hoàng, có xe, có cổ, có đất đai mới an cư mới lạc nghiệp. Còn bây giờ nếu mà mình như thế này là không ai dám dòm đâu. Ha? Quá trời, cái nhà cô chú chị thôi. Em anh nói còn thiếu nợ 500 ngàn hả? Rồi em cho anh 500 ngàn anh đi trả nợ nha. Rồi anh lấy số bán lại. Tết này anh có thể bán được nhiều ạ. Xin bán lại đi. Thì có cô chú nào mà mình ta chia sẻ, người ta sẽ giúp vốn nhanh bán cái số nữa thì anh em đem xuống cho. Nha. Bây giờ anh trả nợ hết đi rồi anh lấy số bán. Trong thời gian này Tết anh chia sẻ, bán có thể bán được nhiều á, người ta bán một ngày kiếm vài trăm vé bình thường. Chứ bây giờ không có vốn rồi sao mà làm ăn được. Tết nhất tới rồi bây giờ thiếu nợ với số nữa làm sao. Tôi cho 500 đi ha.
rồi trả nợ nghe, không phải lấy 500 này mình đi chơi này kia hay là cảm ơn anh nhiều. Trả nợ với số đi rồi lấy vốn là lấy bán là kiếm vốn kiếm tiền mình sống. Yeah. Chứ giờ không có tiền không trả được tiền vốn cho người ta sao cho mình lấy. Yeah. Được rồi, chừng nào ai cho vốn làm ăn đó thì anh đem xuống ha. Dạ dạ. Thì cái vụ cái nhà này mà sau này muốn sửa nhà là sửa ở đâu được? Bên đất nhà nước cho. Anh sợ đây sợ biết không biết máy. Bên đất nhà nước cho cũng một nền đó. Còn này coi như là bên đây là không phải là đất của nhà, coi như là đây là đất của ta gọi là cái miếu ông Tà. Ồ này là cái miếu nhỉ. Nhưng mà ở đằng sau kiểu mà đất thấy hộ nghèo không có thành ra cho ở tạm. Còn nhà nước thì cho cái nền bên kia cũng gần là cháu xa. Có cái nền đất thôi à? Đúng rồi, có cái nền. Thì có cái nền thôi chứ đâu làm được gì giờ. Giờ cuộc đời của hai anh tức này ở tức này mà cái nhà này mà cái miễu đình mà lấy lại có chỗ nào đâu ở. Thì có miếng đất rồi bây giờ cũng không có tiền đâu để mà mình xây lại mình ở. Giờ ví dụ sửa lại chỗ này chắc ta đâu cho anh. Được không? Mai mốt người ta đuổi hết trơn. Mốt ta đuổi nữa hả? Xong mấy bữa nay mình ta đi quay gặp toàn cảnh tàu bị đuổi không có chú chị? Những hoàn cảnh mình ta chia sẻ toàn là bị đuổi không? Ở cái tàu bị đuổi rồi không có nhà không à? Không biết sao đây? Số của mình ta sao ở khu vực gần nhà anh Minh thì nhiều quá. Bình Phú nhiều lắm cô chú chị. Khu vực nhà anh Minh á. Toàn là bị đuổi không à? Mới làm được cái nhà cho anh Minh xong xuôi. Nghe nói chuẩn bị đuổi là làm được cái nhà rồi quay bên đây. Tưởng là khó khăn bình thường thôi mà không ngờ nó ở đất tạm nữa, bị đuổi nữa, mới sao nữa. Nhà nó cho đất rồi đuổi phải. Cho đất rồi hả? Bây giờ lấy cái này đi, về qua bãi nó cũng phải tốn tiền nữa, nhưng mà không tốn đâu. Bây giờ giờ đi cũng bị một cái nát này, mấy cây cột này, một cái này. Một cái chân. Rồi, gỡ là dục hết luôn á. Cái này hình như theo mà anh biết á, chắc này hình như cũng 19 năm rồi á. Ồ, thấy sắc là sắc hồi xưa luôn anh. Đúng đúng rồi, cái chữ C với cái thằng này là của hồi đó. Tôn này rất là nóng, người ta đứng mà nó hực luôn. Tại vì có một đợt là anh, đợt này là đợt nhất, rồi đợt 2, đợt 3 tới đợt. Đợt 3 là anh lãnh một lượt là 11 căn. Là đợt đó là nhà, từ anh đổ cột là nó bự hơn này. Thầu nó lãnh phán, thành ra cái cột nó không được ngon, với hồ nó non. Yeah. Còn mấy căn kia thì anh cắt năm nay nữa mười mấy năm cũng còn ngon lành. Thôi vậy hôm nay mình tơ cùng quý anh Liêm qua đây chia sẻ hoàn cảnh thì trong địa phương của anh Liêm á, thì mình tơ chia sẻ lên coi có ai giúp được cho anh không. Thì hồi nãy số tiền nãy 500.000 là tiền bản thân của mình tơ nghe cô chú chị, không phải là tiền của Quý Mạnh Thường Quân, là tiền mình tơ đích thân mình tơ bỏ ra. Thấy hoàn cảnh anh gặp thế này bây giờ không muốn đi bán ghi số. Trong thời gian gần Tết này mà không có vốn để trả cho anh ta để đi bán lại thì mình tơ trích tiền túi của mình tơ để cho anh để em trả. Rồi cố gắng trả đi rồi đi làm lấy số bán lại ha. Có vốn rồi đó. Coi như ráng trả anh ta đi rồi nói anh ta lấy đừng lấy nhiều nữa, lấy khoảng 50 tờ mình bán buổi sáng gì đó thì kiếm cái nhịp Tết nè. Nó đúng ra anh ta có vốn ta bán được nhiều lắm á. Vốn kiếm 100 ngàn bình thường. Đúng rồi, mình không có vốn thì mình bán lấy 50 tờ bán vòng vòng đại đi, cô bán người ta thương. Ừ. Thế vợ 100 đi, 100 đi đừng lại đừng 100 ngàn. Bạn cũng đi dữ lắm á, em không họ đâu có xe đạp xe gì đâu, đi bộ đi đây tới huyện họ chắc em biết á. Rồi. Ờ đi bộ đi bộ về, luôn hả? Đi bộ. Không có xe hả? Đâu có xe xiết vậy. Xe đạp mà còn không có nữa. Rồi nó ngay sức khỏe cũng không được tốt á, thành ra cũng đâu có mà được ổn định đâu. Dạ. Yeah. Hôm trước thì bệnh là tính đi rồi đó. Đâu có thuốc men gì uống đâu hả? Bệnh cái này đâu có tiền đâu mua. Còn chổng này. Có bảo hiểm có gì không mình? Bảo hiểm mà chết có mà biết trẻ trong nhỏ sao ở bên huyện hỏi á. Rồi. Vậy anh chia sẻ video đi ha để rồi anh về. Rồi em cảm ơn anh Liêm ha để rồi, chia sẻ cuộc đời gia đình của anh này thấy quá khổ rồi cô chú vậy ơi. Rồi em cảm ơn. Rồi cứ gắng lấy tiền này đi mua trả tiền cho anh ta rồi mình mua lấy số rồi bán tiếp tục nha. Rồi vài bữa anh xuống, ví dụ có ai giúp nữa thì anh xuống ha, anh thăm rồi vậy đi ha. Rồi vì mình ta xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú chị xem video được dồi dào sức khỏe, chuẩn bị đón năm mới thì chúc cô chú chị làm ăn phát tài phát đạt.